ở tay nha, phải thật tay bóp mới được nè. Chào cả nhà, mình đã đến Nam Cơ Trong Sang. Đây là tem phiếu bên cửa hàng ha, từ bên Nhật gửi về. Ở bên Trong Sang em thì chuyên nhập hàng với lại mua con máy hàng xách tay Nhật về. Bên Nhật nó sẽ đóng gói về cho Trong Sang em như thế này ha. Đóng một cái kiện hàng trong thùng gửi về ha. Kỹ ha. Rồi, kiện này kiện bự hai máy nha. Một máy nè. Máy hai ha. Em thấy đỏ đỏ rồi đó cả nhà nhưng chưa biết máy gì ha. Nó có sền luôn ha, làm nó gói trong này nè, gói giấy báo nhập đây màu đỏ ha. Gì đây, rồi một em Komatsu G40 Nhật, trời đích máy đỏ đẹp ha. Trời ơi bồ còn đang mung luôn, quá tuyệt vời à, quá hoàn hảo con máy, cản thắng còn xích còn hết, tuyệt vời chưa. Đó. Rồi bây giờ em mời cả nhà mình vào chi tiết của em máy luôn nha, vào chi tiết nhanh thôi, lẹ thôi. Đây quá đẹp, lốc máy của em G410 cả nhà vừa xem ở đầu video, nhập từ Nhật về ha. Đó, nó xách tay gói thùng gửi bên trong sang em đây, và bên trong sang em đã vệ sinh sạch sẽ. Đây là phần lốc máy. Đó, nhìn ha, từ điện qua lăng tới chó, con chó nó gần như là không có mòn luôn nha cả nhà ha. Nè con chó ha, cực kỳ đẹp. Ốc nè, ốc thì bông mai dích dẹp thì còn đang mung hết từng con ha. Máy bên em bán thì hàng này chủ yếu là những hàng sưu tầm ha. Biết chắc là giá thành sẽ cao luôn nha, em sẽ nói thẳng luôn là giá thành sẽ cao ha. Nhưng bên em sắm những con máy nó chất lượng như thế này nè cả nhà xem. Con này thì G410 ha, của Nhật nha, da băng ha, bên da băng. Máy thì cực kỳ đẹp, nhà nhìn ha, từ bên này ha, sang tới hàm gồng, ốc lam còn vàng tươi hết ha. Tay cầm tay thắng là phần nồng nè, nhìn phần nồng nè, trắng tin á. G410 nè, tay mát thì còn đầy đủ hết ha. Ở nhà xem từng cục thun lốc máy nè, mình quay kỹ cho nhà. Đây cho khách hàng nào cần những con máy mình sưu tầm nè, về cưa sưu tầm đó. Rất là đẹp, điện ha. Máy móc bên em thì bao gin 100% ha. Đây là phần đít máy. Đó. Bao gin 100% ha, chưa chẻ đầu, chưa có lóc. Em chỉ là tháo dàn áo máy ra vệ sinh sạch sẽ thôi. Hơi đẹp. Đây là phần bộ hơi nha. Đây cả nhà xem bộ hơi máy. Đây. Còn dàn ngang ha. Đó, nó đẹp chi nè. Xem ha. Tông còn dàn ngang. Đó, dàn ngang nó đây. Dàn ngang nó rất là nhuyễn nha, nhà phải quan sát kỹ mới thấy được. Đó, dàn ngang cũng rất là đẹp. Đó. Đã chưa? Thăng lên nè. Lấy nét lại cho nhà xem. Đó. Rất là đẹp, ok chưa? Bê tông phải còn dàn ngang nha. Để lấy nét lại và chụp hình cho cả nhà luôn nha. Đó, ok chưa? Dàn ngang. Máy thì nè, nó miệng bô nó chưa đóng khói nhiều nữa nè, cả nhà thấy không? Đó, miệng trên, miệng dưới hai bên hông nó hơi ám ám hả? Này chắc nó chạy gô đai xong nó bỏ ha. Hoặc có thể mình có thể suy đoán là vậy thôi, chạy gô đai xong bỏ. Bởi vì nó mới còn mới được gì. Để cầm thùng xăng. Đây là phần chụp giật máy nè. Cả nhà xem phần chụp giật ha. Chiếc máy ha, dây băng nè, dây băng lắp nè, đóng dây băng nè, dây giật nè, giật khẽ ha, đã chưa. Đó. Thay giật các thứ sẽ lắp nó vô luôn nha. Thank you.
Ok ha. Giờ mình tới phần gắp cái bô máy vô. Đây là bô máy, bô gịt. Đó. Đây nè. Bô ha, nó còn đang mung như thế này nè cả nhà. Đã không? Bô gịt nó ha. Rồi, lắp nó vô. Nè, hai góc bô nè cả nhà. Nhìn kè. Này mà nếu mà mình chạy nóng thì nó sẽ bành màu đen nha, tại nó bằng đồng thau mà. Nó còn vàng khè như thế này nè. Vô. Phần tiếp theo là cái bình xăng con Wumble. Đặc trưng máy Nhật, bình xăng con Wumble. Bình xăng con Wumble. Bình này zin của nó nha cả nhà. Ở WT nè. 296. Đã chưa? Gia băng tất nhiên là bình Wumble là hãng Nhật mà. Với lại nó máy cười nội địa nữa nè, gia băng. Dạ, bình xăng con. Bình xăng con rất là đẹp. Lắp nó vô luôn nha. Phải gắp cốc nhựa. Cốc nhựa này là tránh cọ dây điện ha cả nhà. Cốc nhựa zin đây nè, đẹp chưa? Lắp vô thôi. Đây, bộ dàn áo ha. Áo zin nữa nè. Đã chưa? Đó. Tuyệt vời không? Cầm mà mồ hôi tay nó dính vô luôn đó nha. Quá trời, nó bóng, nó đẹp. Vô ha. Ghép nó nằm liền, mấy cục thun hết gì là ok hết cả nhà. Nó liền cũng như thun bên này. Dây thì nằm bên này. Chụp quy thì nằm như thế này. Là ok ha. Rồi, nó liền mấy với nhau vậy nè ha. Xong đây là phần que. Bue mình đỉnh lên. Đây là bue kim nha. Nó còn trắng phiếu như thế này. Đặt vô. Nó sẽ đè cái chụp bue xuống ha. Nó là cứng. Vô khớp rồi đó. Đây là cái nắp bue ở ngoài. Đẹp chưa? Quá trời, máy đẹp cầm mà đổ mồ hôi tay luôn cả nhà. Vô. Đây ha.
gì là nó vô đó cả nhà. Cái phục gì là nó vô rồi đó. Đó. Tiếp theo là cái phần tay cầm ha. Lôi. Đã chưa? Sẽ gác vô thôi. Như thế này. Tiếp theo là phần ốp lam ha. Đó, cái máy nó còn cái miếng độn chỗ này luôn. Rất đẹp ha. Những con máy thị trường rất ít, còn ít rất ít có con nào nó còn miếng như thế này. Còn miếng thùng chỗ này nè, dễ xúc lắm cả nhà. Thùng này nè, thùng này rất dễ xúc nha. Đó, em mới đụng đụng xíu bông lên nè, rất là dễ xúc. Nó hay mắc nhưng con này còn quá đẹp. Cái đít dưới cần còn luôn nha. Dây nào dây băng nè. Dây áo con này nó đều đóng hết nha. Dây nào dây băng. Con này nó không, đời này nó không có thắng xích nha. À, tới đây là nó cản, nó gài chốt rồi nha cả nhà, không phải là bị tháo ra đâu, không có nha, đời này không có thắng xích. Chia ra cưa cây mà ở dưới không đâu chịu cây, thắng xích làm gì. Con này nó xài đồng tiền luôn nha. Rồi, bây giờ em sẽ mời cả nhà xem video nổ máy dây nào dây băng ha, cản thắng ở đây. Giờ sẽ mời cả nhà xem video loại con máy và nghe tiếng máy nổ. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video ha. Đây là phần cuối cùng của video việc máy nổ cũng như là mời cả nhà xem lại máy ha. Đó, chi tiết G400M siêu đẹp của ngày hôm nay. Đó, con máy này không chê chỗ nào được ha cả nhà. Đây, làm Latin, làm tỏa nhiệt, làm gin đó ha. Làm này 5 tấc nha cả nhà. 1, 2. Rồi, làm này 5 tắc rưỡi nha. Làm 5 tắc rưỡi. Làm tự tin tỏa nhiệt. Mặt tỏa nhiệt ở đây. Làm gin, máy nguyên bản hết ha. Chạy xích 325, máy xài đồng tiền. Xem nè, tuyệt vời chưa. Hay chưa. Giờ 410. Cực kỳ đẹp ha. Rồi, bây giờ em mời cả nhà nghe tiếng máy nổ luôn. Tì ha, quá đã. Bên máy nè ha, bóp ga nha. Đổi tay nha, phải thật tay bóp mới được nè. Máy này thì khách hàng nào cần bàn bạc về chuyện giá cả thì xin liên hệ bên em 0868 76934, số đó của em có Zalo, nó hiện bên góc tay phải cả nhà, hoặc có thể gọi điện trực tiếp nha. Đó, máy này thì chỉ bàn bạc về chuyện giá cả thôi, còn máy thì bao tất như hình như video. Rồi, clip em đến đây đã kết thúc và xin chào nhà, hẹn nhà clip lần sau.